quý vị có nhận ra đó, thì chúng ta đang đi dài theo từ Bắc vào trong phía miền Nam Trung Bộ rồi. Vậy thì bây giờ sẽ xuống một chút nữa, xuống hẳn miền Nam Bộ với những cái điệu hò. Ban nãy thì thầy cũng đã, thầy Trần Văn Khê cũng đã cho chúng ta biết một số những cái bài bản của hò Bến Tre rồi. Còn bây giờ thì thầy sẽ nói về cái điệu hò mà thầy cho rằng một trong những điệu hò duyên dáng nhất và đậm đà, đặc sắc nhất của miền Nam Bộ, đó chính là hò Đồng Tháp. Mà hò Đồng Tháp đó, cách đây hơn 40 năm, có một cái người nông dân tên là Kim Nhị thâu thanh vô trong một cái dĩa dĩa ngày xưa 78 dòng, gửi đi ra thế giới, gửi ra lại bên Hà Nội, gửi ra thì tất cả mọi người đều nghe hoan nghênh khen không thể tưởng tượng được. Mà tới giọng là tôi chừng tôi nghe cái giọng hò đó, tôi thấy rằng chưa có bao giờ mà có một cái điệu hò luyến lái như vậy. Hồi nãy tôi nói quý vị nghe theo hò Cần Thơ hay là hò Bến Tre, mà hò Cần Thơ thì nó có những cái điệu khác, hò Bạc Liêu nó có những điệu khác, nhưng mà ở Đồng Tháp nó có một cái cách luyến lái lạ lường thùng. Do tỷ cái câu hồi nãy cái câu xô đó thì là nó hò Sư Sang, hò Sang Xê Liêu, hay là hò Hó Khoan Trong Bãi Bang, hò Sang Xế Sự Quân Tử Tồn Là Sự Xê Sang. Nhưng mà cái này cái câu xô của nó Hoàng nó xuống như thế này, nó lòn đi lên, mà trong khi hát mà trong khi hát nó không thể tưởng tượng được. Thì cái bài tôi tập hò đó đi giới thiệu trên thế giới, đi đâu mà tôi giới thiệu tới cái câu hò Đồng Tháp đó, thiên hạ quang nghinh, mà học trò chạy lên xin ghi lại cái chữ đằng xuống qua. Thì tôi hát như thế, tới chừng sau tôi về Đồng Tháp hỏi lại thanh niên, không có một người nào biết rồng hát Đồng Tháp, còn có mấy người lớn tuổi thôi. Rồi sau này tới chừng có những cuộc liên quan mà đần tranh liên quan hát ru với tiếng hò, có một cô đó hát hò Đồng Tháp rất hay. Tôi lại tôi nói cháu ơi, cháu theo học là hay quá, mà cháu học rồi cháu có hò lần nào chưa? Nó dạ không. Nó vậy sao? Dạ cháu học đằng đi để lên trên hát truyền hình chơi. Thì cái đó thôi cũng được đi, nhưng mà nó đi nửa bước thôi, mong đi một bước nữa. Rồi hôm đó mà hôm nay tôi nói rằng khi mà hò đó, tôi muốn lập lại câu hò của Kim Nhị. Và cô Kim Nhị đến hôm nay là 82 tuổi mà bán thân bất toại thành nó nằm. Chứ không thôi thì tôi mời cô Kim Nhị tới đây. Cô 82 tuổi, tôi 92 tuổi, hò đối đáp cho nó. Thì quý vị có thể nghe mà thú vị lắm. Thế nhưng mà hôm nay cô Kim Nhị không thể tới được, thì có cháu Thùy Dương. Dạ. Mà cháu Thùy Dương đó là cũng chưa có học hò bao giờ, mà rất là sáng, là bởi vì tôi chỉ hò mấy lần mà cháu bắt được cái hơi đó, cháu cũng luyến lái được như vậy. Gặp mặt em đi không biết chừng nào anh gặp nữa này bạn chung tình. Ôi em có phân điều chi thì phân một bữa. Cho tận thì tội nghiệp cho thân anh ơi.
trắng lại trong nhỏ như ai chứ nhỏ như em đây chắc già và tôi dịch ra cái câu lỡ duyên thì em chịu lỡ, nhỏ như ai chứ nhỏ như em đây chắc giả bình lòng, lỡ duyên thì em chịu lỡ chứ em đóng cửa loan phòng em đợi ai. Trời đó, cái người từng mấy người phương Tây mà nghe nó sao tỏ tình thấy đẹp quá, gặp gỡ nữa. Cái đó kêu bằng tỏ tình mùi quá. Cảm không thầy? Dạ, và có một thêm chuyện gọi là hậu trường nữa là thầy Khê hồi nãy có nói là chị Thủy Dương cũng chưa từng hò qua điệu hò Đồng Tháp này bao giờ mà hôm nay lại hò có thể rất là mùi. Hồi sáng chị nói Huỳnh Hương cái lý do gì chị kể lại đi. Làm sao chị có thể hò được mùi như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi? Kính thưa Quỳnh Hương, thưa thầy và kính thưa quý vị, thì không ngờ Quỳnh Hương đem cái này lên trên sân khấu làm cho Thị Dương cũng khó xử quá. Thì thôi thì Thị Dương cũng xin thưa thiệt, thật sự thì hôm đến nhà thầy dạy cho Thị Dương cái phần hò này thì đúng ra là chưa bao giờ Thị Dương hò cả, cho nên là đối với Thị Dương thì rất là khó. Thì Thị Dương cũng ráng cố gắng dạy tập, thì trong ngày hôm sau, cách một ngày hôm sau Thị Dương tới hò thì trả bài lại cho thầy, thì thầy nói là thầy dạy cho rất là nhiều người nhưng mà chỉ có là đây là cái cô học trò mà lần đầu tiên tôi thấy là học rất là nhanh và tiếp thu rất là nhanh, hò rất là tốt. 8 phần thì con cũng hò được, 10 phần thì con cũng hò được 8 phần rồi. Cái nói dạ thưa thầy, tại vì con thì thầy không biết là con là con về con tập hò, nó có nghĩa là con giặt đồ con cũng hò, con đi ngoài đường con cũng hò, rồi con coi phim con cũng hò. Chỉ có mỗi lúc mà ăn con không có hò được thôi. Cảm ơn Thị Dương.